tại sao mọi người bỏ ra một cái chi phí cao cho cái van số đó thì nó sẽ được cái gì, nó khác cái gì. Thì một cái micro giá trị cao với một cái micro tầm trung á thì nó sẽ khác biệt nhau những cái gì? Đầu tiên mình sẽ nói về tương tự như loa với van số thôi, nói về thương hiệu. Các thương hiệu nổi tiếng thị trường về micro hiện nay thì nó sẽ có là Shure này, Sennheiser này, AKG là những dòng mic về trình diễn này. Còn với những dòng mic về mà kiểu karaoke ấy, thì mọi người sẽ có JBL nè. Bên mình hay bán thêm cái Navison nữa với cái sound mic nữa. Đó, thì là những dòng mic về karaoke. Tại sao mình lại phân tích tách ra hai giữa một cái mic sân khấu, một cái mic trình diễn với một cái mic karaoke? Bởi vì thật ra là trước giờ đề tài của mình luôn là về karaoke chứ không về phần trình diễn. Phần trình diễn thì nó hơi khác một xíu so với karaoke của mình. Bởi vì một cái micro khi để trình diễn á, cái chi phí bỏ ra cho cái mic đó nó đưa vào một cái chỗ khác, một cái chỗ để phục vụ trình diễn. Còn cái chi phí mà đầu tư cho một cái mic karaoke thì người ta sẽ đưa vào phần khác. Để mình so sánh luôn cho tiện thì mình so sánh luôn cho mọi người biết là cái mic trình diễn thì người ta sẽ bỏ tiền vào cái gì nha. Đầu tiên một cái mic trình diễn, người ta sẽ bỏ tiền vào hai thứ. Đầu tiên là cái độ tái tạo âm thanh, tức là một cái micro trình diễn vì ca sĩ người ta đã hát hay rồi và người ta đã có một cái chất giọng rất là riêng của người ta, nên người ta muốn một cái micro nó phải tái tạo ra cái giọng người ta một cách chính xác nhất, chuẩn nhất mà không có tự sai lệch. Tức là người ta hát mộc như thế nào thì micro khi khuếch đại ra nó phải y chang như vậy, không có sự khác biệt. Cái đó là cái khi mà cái chi phí đầu tư vào cái đầu micro. Có những đầu micro nó cực kỳ xịn là nó tái tạo một cách chi tiết chính xác đến từng hơi thở của ca sĩ luôn. Thứ hai nữa là cái độ bắt sóng. Cái độ bắt sóng là cái cục receiver á mọi người, cục receiver trong bộ micro á. Thì với những bộ micro đắt tiền mà những bộ micro về trình diễn á thì nó có thể hỗ trợ bắt cái sóng xa lên đến phải tầm vài trăm mét. Thì mọi người cứ tưởng tượng đi, nếu mà mọi người trình diễn một cái sân khấu đi thì tất cả máy móc này kia thì mọi người phải đặt ở một góc, không thể nào sâu lên cái sân khấu y như karaoke mình mặc một cái bộ ngay trước mặt được, micro ngay cái bộ cục thu được, mà mình phải đặt tút đằng sau sân khấu, thậm chí đặt phía ngoài luôn. Thì làm sao một cái micro mà nó bắt từ đó, không dây mắt từ đó mà bắt đến luôn cái cầu đó, thì cái đó là một cái chi phí rất lớn để đầu tư dành cho cái mic sân khấu. Ngoài ra chưa kể nữa đến cái việc là trong một cái sự kiện sân khấu nào đó thì người ta sử dụng rất nhiều mic. Có những sự kiện mình thấy sử dụng đến tầm 20 đến 30 cái micro. Một sự kiện tương đối á, là phải 20 đến 30 cái micro. Thì mọi người cứ tưởng tượng đi, 20 đến 30 micro mà nó không bị nhiễu âm á, thì cái chi phí đầu tư cho cái phần tách tần số ra, cái phần cái cục receiver chia tần số cho cái cục receiver đó, chi phí nó tập trung vào đó hết rồi. Nên là đó lý do những cái bộ micro sân khấu này kia thì mọi người thấy chi phí nó rất cao. Đặc biệt là so sánh giữa khi một cái mic mà có dây với một cái mic không dây á, thì giá trị nó chênh nhau rất là nhiều luôn. Hồi sự như kiểu mình đang có bán cái dòng mà Beta, Shure Beta 58 đi, một cái mic dây có dây của nó chỉ tầm 5 triệu một tay thôi, hai tay nó tầm 10 triệu thôi. Tuy nhiên một cái bộ mic không dây của nó, một tay mic nếu mà dòng SLSD nó tầm 20 mấy triệu một tay mic, mà nó chất âm nó chỉ chênh nhau một chút xíu thôi, không hơn nhiều. Chất âm có hơn nha, bởi vì cái đầu nó khác nhau một tí, cùng là Beta 58 nhưng mà cái đầu nó là đầu size L, một đầu size SG nó khác nhau. Tuy nhiên chất âm nó cũng tương tự như nhau thôi, hoàn toàn khúc xa một xíu thôi. Và cái độ bắt sóng thôi, và thêm một cục receiver cho cái cục bắt sóng thôi. Và chỉ vì cái không dây đó thôi mà mọi người thấy nó giá trị nó chênh lệch nhau từ 5 triệu lên 20 mấy triệu liền nha mọi người. Chênh nhau rất lớn luôn. Còn cái mic karaoke thì sao? Nó sẽ phục vụ riêng cho vấn đề về karaoke thôi. Tức là mình ngồi từ đây, mình hát đến kia, cùng lắm cách nhau xa lại. Mình thấy những cái nhà xa lắm, cách nhau 7 mét là có những cái nhà rất xa và loa phải công suất khá lớn, bán được cái khoảng cách cỡ đó 7 mét. Và cái đầu micro với đến cái tai mic là có nghĩa là không có cái gì chặn cả. Không có gì chặn hết, không bức tường hay không có gì. Có nghĩa là nhìn thấy nhau á, nếu mà theo thuật ngữ đúng là nhìn thấy nhau á. Tức là cái tai mic này nó nhìn thấy cục receiver kia. Thì cái thần chi phí đầu tư vô cái phần sóng á, nó không cần nhiều. Đó lý do nó rẻ hơn cái micro karaoke thường, nó rẻ hơn sân khấu, vậy là vậy mọi người. Rồi đến thứ hai nữa là cái về cái chất âm cái đầu mic. Thì karaoke mình nó sẽ nói là đa số chứ không phải nói phần lớn, nhưng mà đa số những người hát karaoke thì người ta mong muốn cái chất âm karaoke nó sẽ hay hơn cái âm thực tế của họ hát được. Đó là về bản chất của karaoke. Karaoke là cái người hát muốn âm thanh ra loa hát lên nó phải hay hơn cái thực tế mình đang có.
Đó là karaoke, đó là lý do tại sao mà karaoke nó sẽ có phần reverb, phần echo, phần rất là nhiều hiệu ứng kèm theo để làm sao cho cái âm thanh nó hay hơn. Mà thực tế cái giọng mình không có cái đó. Ca sĩ thì trình diễn thì hoàn toàn khác nha mọi người. Ca sĩ trình diễn thì người ta muốn chính xác, muốn đúng y chang. Còn mình là người karaoke, mình muốn cái giọng mình nó bay hơn, cái giọng mình nó trầm hơn, cái giọng mình nó sáng hơn, thì cái đó là micro karaoke mới làm được. Thì nó mới sẽ bóp méo, nó giả, thì nó giả cái tiếng mình đi. Nó không giống cái giọng của mình như thế này nữa, mà nó phải làm méo méo xíu, làm mờ mờ xíu, nó làm cho nó dày dày hơn xíu. Đó là cái nhiệm vụ của micro karaoke. Ok, và một cái sản phẩm cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đâu với một bộ dàn karaoke, đặc biệt là với bộ dàn karaoke hiện đại ngày nay, đó chính là cục đẩy công suất. Một cái bộ dàn hiện đại thì chắc chắn là sẽ xài cục đẩy rồi, không xài vang âm ly như ngày xưa nữa. Thì cục đẩy công suất là gì?